Liverpool là ông lớn duy nhất ra sân vào rạng sáng nay ở nước Anh. Hãy cùng tôi điểm lại những diễn biến chính của trận đấu này. Mặc dù mới lên chơi ở V-League nhưng công an Hà Nội đang thể hiện tham vọng của họ trong mùa giải tới một cách thực sự mãnh liệt, nếu không kể việc vừa mới chốt thêm được một tân binh nữa, câu lạc bộ này còn ẵm luôn cho mình danh hiệu đầu tiên. Ngoài ra bạn cũng đừng bỏ qua những thông tin sốt dẻo về lực lượng, chuyển nhượng và các phát biểu đáng chú ý khác trong 24 giờ qua nhé. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 18 tháng 1 trên kênh Bình luận viên Quân News. Với việc đang không có được phong độ tốt và phải đến làm khách trên sân của đối thủ khó chơi là Wolverhampton, Liverpool được dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn. Quả thật thế trận trên sân đã được chứng minh. The Kop kiểm soát bóng ít hơn và chịu nhiều cú sút về phía khung thành hơn. Tuy nhiên các chân sút của Wolf lại có một ngày thi đấu vô duyên khi tung ra 11 pha dứt điểm nhưng không thể đem về bàn thắng. Ngược lại, lứa đoàn đỏ chỉ cần có 7 và tận dụng duy nhất một trong số đó. Harvey Elliott lên tiếng với pha solo rồi tung ra cú sút xa đẹp mắt mang về bàn thắng duy nhất, giúp Liverpool tiến vào vòng 4 của FA Cup. Vậy là hành trình kéo dài 5 năm của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia Việt Nam đã kết thúc. Ông đã thay đổi cái nhìn của cả một dân tộc, từ một nhà cầm quân với bản CV không quá nổi bật và dần dần khiến người hâm mộ nước nhà ngả mũ thán phục, tài cầm quân cũng như gọi ông bằng thầy. Nhận định về khoảng thời gian cầm quân của thầy Park ở giải đất hình chữ S, rất nhiều tờ báo xứ Hàn đã không tiếc lời ca ngợi ông. Tờ Football League của Hàn Quốc bình luận sau trận thua 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết lượt về. Hành trình 5 năm của huấn luyện viên Park Hang-seo với tuyển Việt Nam đã khép lại. Ở giải đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo giành vị trí Á quân. Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo xứng đáng nhận được những tràng pháo tay vì đã thay đổi bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Tờ Sportan Korea khẳng định tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã vươn tầm khỏi Đông Nam Á và trở thành một trong số những đội bóng hàng đầu ở châu Á. Keylor Navas đang ở trong những nốt trầm trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Ở độ tuổi 36, anh đang làm thủ môn dự bị cho Gianluigi Donnarumma tại Paris Saint-Germain. Sự nghiệp thi đấu cấp độ đội tuyển quốc gia của anh có lẽ cũng đã khép lại sau một hành trình đáng quên của Costa Rica tại World Cup. Navas cũng đang tiến tới 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng của mình, thứ sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2024. Mặc dù vậy, nhận thấy kinh nghiệm và đẳng cấp của thủ thành từng giành Champions League vẫn còn ở đó, câu lạc bộ Anas đang xem xét gửi một lời đề nghị đến Paris ngay trong tuần này. Tờ Marca cho biết chấn thương khuỷu tay của thủ thành David Ospina khiến gã nhà giàu Ả Rập Xê Út phải gấp rút tìm một người thay thế. Tờ báo này còn cho biết thêm Navas và Anas sẽ cùng đàm phán ngay khi cầu thủ này cùng Paris Saint-Germain tới Riyadh để tham dự trận đấu giao hữu với người đồng đội cũ Ronaldo và đội tuyển tuyển chọn của giải đấu Ả Rập Xê Út. Dani Carvajal là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Real Madrid trước Barcelona. Hậu vệ 31 tuổi này ngày càng bộc lộ rõ sự giảm sút về thể lực và tốc độ dẫn đến việc trở thành một yếu huyệt để các đối thủ của Los Blancos khai thác. Chính vì vậy, đội bóng Hoàng gia đã bắt đầu tìm những người thay thế cho cầu thủ người Tây Ban Nha và cái tên được chủ tịch Florentino Perez nhắm tới là hậu vệ Joao Cancelo của Manchester City. Tờ El Nacional cho hay Real đã bắt đầu có những động thái tiếp cận người đại diện của cầu thủ này. Họ cho rằng việc Cancelo gần đây không còn liên tục đá chính hoặc đá đúng sở trường do sự xuất hiện của tài năng trẻ Rico Lewis sẽ là cái cớ để họ thuyết phục tuyển thủ người Bồ Đào Nha quay trở lại La Liga thi đấu. Dự kiến mức giá của hậu vệ 28 tuổi sẽ rơi vào khoảng 70 triệu euro, một con số khiến cho Los Blancos phải suy nghĩ thật kỹ. Đặc biệt là khi anh sắp chạm tới ngưỡng 30 tuổi, độ tuổi bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc của những hậu vệ biển. Trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VPF đã cập nhật thông tin thủ thành Philip Nguyễn sẽ thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở mùa giải V-League 2023. Theo đó, thủ môn 30 tuổi này sẽ mang áo số 1 ở câu lạc bộ mới. Thủ thành đang chơi tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ và đang chờ để ký hợp đồng chính thức với Công an Hà Nội. Philip vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội bóng chủ quản Slovako và đội bóng tân binh V-League 2023 đã quyết định xuống tiền để giải phóng hợp đồng cho cầu thủ này. Philip Nguyễn đã từng có ý định về chơi tại quê hương từ trước đó. Tháng 12 năm ngoái, anh cũng đã đưa vợ con về nước và được cho là đã trao đổi với một số đội bóng tại V-League, bao gồm Topele Bình Định, Nam Định và Hà Nội FC. Thậm chí anh cũng từng được đồn đoán sẽ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia
nhưng vấn đề nhập quốc tịch đã cản trở thủ môn này được cống hiến cho nước nhà. Sau cùng, Philip Nguyễn cũng đã có cơ hội chơi bóng tại Việt Nam và anh sẽ xuất hiện trước người hâm mộ nước nhà vào mùa giải V-League 2023 sắp khởi tranh tới đây. Cách đây không lâu, Đình Trọng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi Topelec Bình Định đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại giải giao hữu Thiên Long Cup chuẩn bị V-League 2023. Chấn thương đến với cầu thủ 25 tuổi sau một tình huống, anh nỗ lực truy cản đối phương để rồi tiếp đất sai tư thế, dẫn đến đầu gối bị xô lệch. Theo tìm hiểu, Đình Trọng bị đứt toàn phần dây chằng đầu gối và tổn thương sụn chềm. Với chấn thương này, trung vệ sinh năm 1997 sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng. Topelec Bình Định cũng đã loại tên của Đình Trọng ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu lượt đi V-League 2023. Đây không phải lần đầu Đình Trọng dính phải chấn thương này. Năm 2019 anh đã từng phải phẫu thuật cũng do đứt dây chằng, nhưng do việc quay trở lại quá sớm đã khiến cầu thủ quê Gia Lâm không chỉ tái phát mà còn nghiêm trọng hơn. Sau hơn 2 năm vật lộn để tìm lại phong độ, Vận Đen lại tiếp tục đeo bám trung vệ đầy sáng giá này. Thay mặt những cổ động viên bóng đá nước nhà, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và mong rằng Đình Trọng sẽ hồi phục thật tốt để có thể quay trở lại đầy mạnh mẽ. Tờ The Atlantic đưa tin Arsenal đã lựa chọn tiền vệ đội trưởng của West Ham United, Declan Rice, là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của đội vào mùa hè tới. Tiền vệ 24 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2024, mặc dù có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, nhưng dường như anh không có ý định gia hạn với The Hammers. Báo chí nước Anh cũng cho biết West Ham gần như bất lực trong việc giữ chân thủ quân của mình. Mặc dù vậy, họ vẫn kiên quyết với mức giá 100 triệu bảng cho tiền vệ người Anh. Đây là một tin tốt cho hy vọng theo đuổi Rice của pháo thủ với việc không hề đậm chi trong cả mùa hè và có thể là mùa đông. The Gunners hoàn toàn tự tin cạnh tranh tài chính với cả ông lớn khác như Chelsea hay là Manchester United. Tính cho tới thời điểm hiện tại, Man United là câu lạc bộ duy nhất khiến Arsenal ôm hận tại Premier League mùa giải năm nay. Vì thế, khi mà sự tự tin đang lên đến đỉnh điểm với chuỗi trận thăng hoa cùng pháo thủ trung vệ William Saliba tin rằng The Gunners sẽ có màn trình diễn tốt hơn những gì mà họ đã làm ở lượt đi. Anh cho biết, sẽ tốt hơn khi bạn có áp lực khi ở phía trên hơn là khi ở phía dưới. Mọi chuyện như hiện tại thì tốt hơn. Chúng tôi không cần phải cảm thấy áp lực. Arsenal có một trận đấu lớn vào tuần tới. Man United là đội duy nhất đánh bại chúng tôi ở Premier League và pháo thủ muốn làm điều tương tự trên sân nhà. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này và giành chiến thắng trước người hâm mộ. Chúng ta đều biết số áo là một khía cạnh khá phong thủy trong bóng đá. Nó giúp một số cầu thủ vụt sáng nhưng cũng khiến một số người phải đi xuống. Mới đây, tân binh Woody Watson đã chia sẻ lý do anh quyết định chọn chiếc áo số 27. Tiền đạo người Hà Lan nói, khi chọn số áo đương nhiên là tôi sẽ xem những số có sẵn và chưa ai mặc cả. Rồi tôi nghĩ số 2 với số 7 cộng lại sẽ thành 9 và đây là số áo của một tiền đạo. Tôi có một cảm giác tốt với con số này. Tôi có nghe nói rằng đây là số áo của Alex Telles, nhưng giờ anh ấy đang được đem đi cho mượn. Tôi đã hỏi Telles rằng có ổn không nếu tôi lấy số 27. Sau cùng, không có vướng mắc gì, nên cũng cảm ơn anh ấy. Đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.